Cậu dừng lại ngay. Ta là siêu nhân vũ trụ đây. Ta là vô địch. Lạ thật, sao chỉ có mưa trúng mũi mình vậy? Cậu thật là quá đáng. La 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 la. Mình bay được rồi.
Hey!
Trong này chật quá, phải tìm chỗ rộng rãi hơn mới được. Ta là người mạnh nhất. Cậu thấy tớ có sức khỏe vô địch không? Cậu chỉ giỏi hoành hoang, bắt nạt kẻ yếu như tớ thôi. Cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ hoành hoang đi, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. À, có cách rồi. Lu ơi, Lu ơi, ngoài kia có một kẻ muốn thách đấu với cậu đấy. Kẻ nào dám thách đấu với tớ vậy? Kẻ đó đang đợi cậu ngoài kia. Nhanh lên, cậu đi theo tớ. Nhanh lên. Đâu? Kẻ nào? Kẻ thách đấu với cậu đang ở dưới chân cầu đây này. Cậu nhìn xem. Thách đấu này. Thank you.
Đau, đau quá. Thế nào, cậu có muốn thách đấu nữa không? Ôi, thôi thôi, tớ sợ lắm rồi. Chỉ cần cậu không hùng hổ, bắt nạt mọi người, thì cả dưới sông kia cũng không đuổi theo cậu nữa. Thật không? Bun ơi, bạn ấy cười với tớ kìa, thật không thể tin nổi. Tặng bạn cậu này. Cậu cứ vui vẻ, hòa thuận với mọi người, cậu sẽ nhận được rất nhiều nụ cười đấy. Phải rủ thỏ Bun qua ngay siêu thị tương lai xem sao. Quên mất. Bun ơi! Có chuyện gì thế Lu? Đi siêu thị tương lai với tớ không? Hay quá, tớ cũng đang định đi siêu thị đây. Nhanh lên, kẻo không mua được đồ khuyến mại đâu. Rộng thật đấy. Xem nào. Tuyệt thật cậu ạ. Đẹp thật. Ê, từ từ, nhìn này. Cái gì đấy? Đây là cái gì vậy? Đi tiếp thôi Bun ơi. Cậu suốt ngày chỉ có cà rốt. Đi thôi. Lên thôi. Cho tớ. Cùng tớ đi. Gì thế này? Mau lên. Ôi ơi.
Mùi gì thơm thế nhỉ? Bùn, sao cậu ăn một mình thế này? Nhìn xem. Sao thế này? Bùn! Máy hỏng à? Bùn ơi! Lấy cho cốc nước! Nghe em được! Bùn! Bùn! Nước của cậu đây! Ừ.